húp 3 1 sao, húp 3 2 sao, húp 3 3 sao. Cứng quá vậy. Anh ơi, mình cuộn bên đây, còn bên đây bi. Thôi kệ, chứ bi đang xếp bên đây anh em. Nó xếp vậy, đỡ ai phá, hai tụi mình dễ làm hơn. Nope. Hey, what happened? Chứ bi phá kìa anh em. Vibo mua kẹo ba về, để nó chơi chọi anh em. Còn tôi mua về để chơi xếp. Thèm kẹo húp ba quá anh em, bây giờ mình sẽ mở ra ăn. Thôi phí lắm, lấy ra tôi ăn. Còn phần này của Vibo nè, sang chảnh quá anh em, dây chuyền kẹo húp ba luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm anh em. Khoan, trước khi làm mày mang bao tay vô cho vệ sinh. Wow, sao hôm nay mày gửi quá vậy? Vậy là tốt. Đúng rồi, đem bao tay vô làm đi cho vệ sinh. Giống tao kìa nè, tao đem bao tay kẹo. Vệ sinh con khỉ, kẹo mà mày làm bao tay vô quá vậy. Trước tiên mình mở ra ăn một miếng đã anh em, thèm quá. Khoan, tao ăn cái này cho. Còn tao ăn cái nào? Cái bao tay của tao nè. Bây giờ Vibo bắt đầu sáng tạo bánh pizza anh em. Nè, xếp ra hình rồi nè. Đúng rồi anh em, bánh pizza tụi mình phải xếp ra hình. Mày thấy bánh pizza nào hình vuông không? Ủa vậy hả? Bánh pizza là phải hình tròn. Thì tao sáng tạo. Cái con này sáng tạo tào lao. Ờ, tào lao thiệt. Mày tào lao đó. Kẹo mà thắt không hoàng. Phải thử, không thử sao biết không được. Hey, what happened? Kẹo này dễ đứt quá anh em. Đúng rồi đó, ra hình tròn vậy mới đúng cái pizza chứ. Rất tốt. Nani? Dần dần Vibo nó hoàn thiện được cái bánh pizza. Kẹo húp 3 gọi anh em. Cần thêm nguyên liệu. Tao sẽ mở kẹo húp 3 để lấy thêm nguyên liệu là bánh pizza. Nope. Đúng là không phải dân kê hấp 3 rồi. Mấy bẻ ra thì mấy xé ra được, chứ không nó cứng lắm. Dùng hết sức mở mạnh ra. Dạ rồi, yeah. Đúng rồi này. Thì có miếng vậy? Bị ăn hả? Bị ăn trộm phải không? Bị ăn trộm phải không? Không. Không, không ăn gì. What? Sao bị đó không ăn trộm? Không, đi hồ ra. Bị nó kêu sếp phụ mày kìa. Ờ, cho nó sếp phụ cũng được, đỡ mệt. Mở ra làm tiếp nè anh em. Trở lại hết sao làm? Trở lại hết sao làm? Ta ra. Nguyên bịch đây nè mà kêu hết. Không thấy. Bây giờ Vibo tiếp tục xếp cái bánh pizza anh em. Xếp cho nó chung màu, cho nó thành hình tròn để thành cái chung màu, chung màu. Tự nhiên có thấy bánh pizza nào có cái lỗ đen giữa không? Chung màu đi, lấy chung màu đi. Để tôi mở này ra cho Vibo làm tiếp anh em. Cứng quá vậy. Không biết hai người này xếp có được cái bánh pizza không nữa. Wow, cũng đẹp quá anh em. Trụ tượng cho vui thôi. Bánh pizza làm bằng kẹo húp ba. Wow, tác phẩm của mình đẹp quá. 3, 2, 1, go. Anh em ơi, làm vậy cho nó đẹp thôi. Bây giờ mới là cuộc thi chính thức nè anh em. Chia ra hai góc, mỗi người một góc. Thôi cuộc thi sáng tạo, coi ai làm đẹp hơn. Anh em ơi, ba tụi mình sẽ thi cuộc thi sáng tạo kẹo húp ba. Ra bất cứ hình dáng gì cho nó đẹp. Ok không chứ bì? Tôi với chứ bì sẽ là một đội, Vibo sẽ là một đội. Chỉ vậy? Rồi, bây giờ chứ bì ghép kẹo húp ba để làm hình dáng đi. Ghép mấy cái kẹo húp ba này thành hình đi. Để coi Vibo bên đây làm gì. Ý tưởng của Vibo là gì đây? Rồi, ok. Ok, bây giờ tôi sẽ làm. Khoan, lấy ra sao làm? Bây giờ mình phải vẽ mất cái đã nè em. Mỗi người một bên mình được lứng với nhau. Rồi có mất cái đó. Ok, bắt đầu cuộc thi. Cuộc thi sáng tạo bằng kẹo húp ba. Này kẹo dẻo phải kẹo húp ba. Phải lấy kẹo húp ba thế mới được. Thì tao làm cái cầu nè. Cái cầu có hai cái cục này vàng vàng này là cái gì? Mày đưa đây tao làm cho. Wow, Vibo đâu mình quá đẹp. Nó lấy kẹo dẻo nó xếp thành cầu thang. Ê, no, no 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 no. Qua đây qua đây. Đây là phần của đối phương. Rồi cái mất. Tôi đã vẽ mất rồi. Không được quá mất của đối phương nha. Bên đây là Vibo xếp cầu thang anh em. Còn bên đây Shippy nó xếp đóng Bên đây xếp đóng rác. Bên này cũng xếp đóng rác luôn anh em. Gì quá để nó làm. Bên đây mà xếp xích đu cho Shippy anh em. Bây giờ có em bé nào không cho em bé ngồi lên xích đu đi Shippy. Đó. Anh xích đu giảm. Xích đu giảm quá anh em. Bên đây Vibo nó xếp. Wow. Ủa bên đây Vibo xếp gì vậy? Hồ bơi. Bên đây Vibo sáng tạo cái hồ bơi anh em. Cũng hơi hơi giống. Nhưng mà nó thiếu nước anh em.
nhân. What? Làm hồ bơi cho vui thôi. À cũng có nước nè. Hồ bơi này téo quá anh em ơi. Hồi bắt đầu làm cái đi, tiến đạo em đi. Hồ bơi với có cầu tuột chứ, làm cầu tuột đi. Quý bơi đang xếp hàng để làm cầu tuột anh em. Không được phá. Ủa cái mất rồi. Chiếc bi chỉ được kêu bên đây thôi. Chiếc bi xếp bên này đi. Xếp xong cầu tuột rồi nè. Wow. Cầu tuột kìa đâu mà không có thẳng được vậy. Thẳng ra mới tuột được chứ. Hồ bơi đâu mà xấu quá. Mày có làm được gì đâu mà mày chê tao hoài. Khẩu trang bằng kẹo ba nè. Nani? Nhưng mà cứ kẹo bị đứt. Bây giờ tiếp tục làm cái khác đi. Tao bên phe chiếc bi. Mày bên phe chiếc bi mà nãy giờ mày có làm gì đâu. Sao không? Tao làm tiếp âm thầm. Tao làm được một kiệt tác nghệ thuật rồi nè. Đâu có gì đâu. Nè. Kéo ba giò lại nó thành vậy nè anh em. Quý bò xẹt tay ra đi. Chi vậy? Cho mày cái nhẫn nè. Wow. Làm nãy giờ được phần thưởng hả? Không, tao làm bằng kéo ba. Cái nhẫn bằng kẹo ba anh em. Nhẫn cái đồ dư mình không có bỏ đi anh em. Mình sẽ tận dụng làm kẹo trộn để mỗi lần mình thèm mình ăn. Tiếp theo tụi mình sẽ làm gì ta? Ba bự. Ờ đúng rồi. Vậy theo lời chú bi tụi mình sẽ làm cái hút ba bự khổng lồ. Yeah. Làm kẹo hút ba khổng lồ tụi mình sẽ cần rất là nhiều kẹo hút ba nha anh em. Nope. Để đây để làm kẹo hút ba khổng lồ. Bây giờ tụi mình sẽ mở từng cái ra anh em. Ok anh em, bây giờ tụi mình sẽ mở từng cái hút ba ra để ghép lại thành hút ba khổng lồ anh em. Bắt đầu mở đi anh em, mở hết tất cả đống này luôn nha để ghép lại hút ba khổng lồ. Ý, đúng quá à. Trời, gặn địch luôn hả? Cứng quá, lại tôi mở cho. Vậy vậy lại TV. Bây giờ mình sẽ ghép kẻ hút ba lại thành cái vòng tròn khổng lồ luôn anh em. Mày làm mất kiến hả lại TV? Không, bây giờ tụi mình sẽ cuộn vô anh em. Tụi cái tả này lại luôn anh em để trở thành hút ba khổng lồ. Đâu kẻ hút ba của mày đâu? Trời, nhỏ xíu vậy. Mày có không mà sao mày kêu của nó nhỏ xíu? Kẻ hút ba của Chippy anh em, còn kẻ hút ba của tôi. Wow. Bự không? Nhỏ xíu. Ok anh em, bây giờ tụi mình sẽ lấy cuộn tiếp theo để ghép cho cuộn này anh em. Mày phải để dưới đất chứ để vậy nó rớt sốt ra hết. Đúng rồi anh em, bây giờ mình sẽ đổ này ra. Để đất cuộn anh em. Xúc rồi vậy sao lên TV? Xúc ra thì mình cuộn lại thôi chứ đâu. Oh no. Cất kìa. Gớm. Bây giờ mình phải cuộn anh em, cuộn nãy giờ cực quá à. Đi phụ nha. Bị phụ hả? Dạ. Đâu bị phụ cái nào? Trời. Bị cuộn cái gớm vậy mà phụ vậy. Ngoài chiếc bi ra còn có ai phụ mình được ta? Để ta phụ cho. Ờ, cuộn phụ đi. Ây da. Thôi mày ngồi mày ăn đi để tao cuộn cho. Ừ, vậy mày cuộn đi, tao ăn. Cứng quá nhở. Anh ơi, mình cuộn bên đây, còn bên đây bi. Thôi. Nope. Mình sẽ cố gắng hết sức để làm hoàn thành cái clip này. What? What the fuck? Hai đứa này làm biến quá. Vừa nói xong chắc tới mới xong lận. Thôi tao đi ngủ. Tiếp tục mình cuộn tiếp anh em. Sắp khổng lồ rồi anh em. Mình đã tốn rất là nhiều kẹo để làm cái kẹo hút ba khổng lồ này anh em. Kẹo này kết hợp với ba màu, màu hồng, màu xanh, màu tím. À bốn màu luôn anh em, có màu đen nữa. Không biết từ nào mới ăn hết cái kẹo này anh em. Vậy là Vivo làm hút ba thua tôi rồi anh em. Bây giờ Vivo sẽ bỏ tiền để mua kẹo hút ba để clip sau thực hiện thử thách hút ba tiếp. Còn như đây tiền à. Mình đã tới quầy kẹo hút ba rồi anh em. Hôm nay Vivo sẽ đầu tư tiền để làm clip này. Ôi tao hết tiền rồi. Chịu thôi, nãy mày làm thua mà. Ờ cũng được, ít thôi nha. Ờ mua ít thôi anh em. Đã sập hết siêu thị. Tôi thấy cũng nhiều lắm á. Thôi mình bỏ lại một cái. Wow, này có nhiều màu quá anh em. Đóng kẹo hút này chắc tốn 2 triệu mấy 3 triệu anh em. Bây giờ đem về tính tiền. Tính tiền xong chắc thấy mẹ ăn mì gói quá. Gì đâu nhiều.
lấy thêm hộp nữa.